Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những tấn bi hài kịch ở Việt Nam Ngày 30 tháng 12, blog Nguyễn Hữu Vinh có bài Những vở bi hài kịch mang tên Đại án Tác giả cho rằng các đại án ở Việt Nam vừa qua là những vở bi hài kịch của xã hội Việt Nam thời Cộng sản nó không chỉ diễn ra trên sân khấu mà đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội hàng loạt các bi kịch đã xảy ra trong đại dịch covid đủ để nói lên tính khốc liệt, sự khốn khổ của người dân và nhất là bản chất của hệ thống công quyền. hàng chục ngàn người đã bỏ mạng chỉ bởi sự vô cảm, bởi sự cứng ngắc, bởi sự kiêu ngạo cộng sản, bởi những sai lầm chẳng giống ai của hệ thống công quyền không thể cứu vãn gây ra. và đây là hình phát ngôn gây cười của ông Nguyễn Xuân Phúc. còn hai kịch theo tác giả nằm ở phát ngôn của quan chức như nếu cột điện ở Mỹ có chân cũng sẽ về Việt Nam của ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc con virus này chắc chắn không làm gì được Việt Nam của Vũ Đức Đàm. Hai kịch còn ở chỗ, cả hệ thống công quyền với đội ngũ dư luận viên của đảng Cổ Vũ rồi tổ chức những chuyến bay ngạo nghễ để đón công dân Việt Nam về chăm sóc, nhưng thực chất là bóp hầu, bóp cổ người dân tác giả nhận xét, màn hài kịch còn tiếp diễn ở các tòa án xét xử các đại án này. Ở đó, việc phát hiện, điều tra, xét xử của cả hệ thống luật pháp nước nhà đã không thể ngăn cản được người dân bật lên những câu hỏi, những thắc mắc, dẫn đến những câu chửi thề, rồi cuối cùng là những trận cười méo mó. Ở đó, người ta giật mình thấy nhiều điều tưởng chừng không thể mà vẫn xảy ra như không giữa cái gọi là nhà nước pháp quyền này. Ở đó, người ta thấy rằng có một hệ thống luật pháp nhưng được sử dụng với nhiều cách khác nhau, phụ thuộc đối tượng điều tra mà không phụ thuộc bản chất tội phạm của bị cáo. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Hữu Vinh của AFA. Ở đó, tòa được sử dụng để tuyên những bản án bỏ túi, những bản án nặng hay nhẹ, phụ thuộc thân thế, tiền bạc, khả năng, đặc biệt là thái độ biết điều của từng bị cáo ra sao. Tác giả nhắc đến việc điều tra viên Hoàng Văn Hưng với lý lẽ vững chắc làm cho tòa tối mặt không thể cãi, không thể đối chất, nhưng vẫn nhận án chung thân, chỉ vì thái độ và khi anh ta chịu thua có nghĩa là tòa không còn bị bẻ mặt thì tòa tuyên lại 20 năm tù giam. Tác giả tiếp tục đề cập đến việc công an bắt được 146 lượng vàng tương đương 210.000 đô la và hàng tỷ đồng khi khám nhà cựu thiếu tướng, phó giám đốc công an Hà Nội. Hài hước nhất có lẽ điều ai cũng thấy đó là không chỉ hiện tượng đầu voi đuôi chuột của vụ án mà còn là câu hỏi không được trả lời. Việc bắt bớ, giam cầm, truy tố, xét xử hết cả đống tiền dân ấy nhằm mục đích gì? Không có một bị hại nào được nêu tên, dù trước đó con số hơn 200.000 công dân đã được thống kê qua hơn 2.000 chuyến bay giải cứu. Rồi số tiền cướp của dân từ hơn 4.000 tỷ đồng, teo lại còn hơn 1.000 tỷ đồng trong vụ giải cứu này. Và đây là hình nụ cười khó hiểu của Phan Quốc Việt tại tòa. Vẫn theo tác giả, điều khiến người dân hiểu rõ là cả hệ thống đang ra sức để nã những đồng tiền từ bọn cướp ngày này. Nhưng hài hước là họ coi chuyện tham nhũng là bình thường. Vì vậy, việc giảm đạp lên luật pháp là điều ai cũng thấy. Tội trạng ra sao, vi phạm thế nào, không quan trọng, miễn là có thái độ tử tế với tòa. Tác giả tiếp tục dẫn vụ án Việt Á, với nụ cười có phần ngờ ngợt của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á trước tòa. Trước tòa, anh ta tuyên bố, nếu được quay lại từ đầu, bản thân vẫn làm như những gì đã làm. Nếu không sai phạm, thì chắc chắn không thể nào đóng góp kịp thời cho chống dịch tác giả diễn giải lời của phan quốc việt theo đó nếu không hối lộ không lừa đảo không cướp giật thì chẳng có thể động tay động chân được gì trong hệ thống chính trị này và nếu còn làm thì sẽ còn sai còn có tội bởi không có tội không hối lộ không tham nhũng không cướp bóc được thì hệ thống này tê liệt Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những tấn bi hài kịch ở Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mở rộng điều tra vụ vạn thịnh phát, Tô Lâm có ẩn ý gì với tổng trọng? Trong năm 2023, liên quan đến tập đoàn vạn thịnh phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa ra những con số thiệt hại khủng khiếp trong vụ án tham nhũng này. Đây là một vụ án tham nhũng chưa từng có, cả về mức độ và quy mô, tồn tại trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo từ 10 năm trước của chính truyền thông nhà nước, nhưng lãnh đạo Việt Nam đã không quan tâm. Báo Vo Điện Hoa Nam buổi sáng trong một bài phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan đã đưa ra một thắc mắc đáng chú ý. Vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được điều tra làm rõ thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra ở mức đáng ngạc nhiên? Và đây là hình Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Báo Hồng Kông này còn đặt câu hỏi vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm từ đầu tháng 10 năm 2022, nhưng đến nay mà vẫn chưa có quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan. Đây là những điều hết sức bất thường. Trong khi đó, trên mạng xã hội, đã có những đồn đoán cho biết vụ án này theo chỉ đạo của bộ chính trị và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không tiếp tục điều tra về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước cũng như trách nhiệm của chính phủ. Ngày 27 tháng 12, thông tấn xã Việt Nam đã loan tin với tựa đề Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bản tin cho biết thêm, Bộ Công an đang điều tra mở rộng đại án Vạn Thịnh Phát và cho rằng bà Trương Mỹ Lan đã dùng hàng trăm ngàn tỷ đồng rút ruột từ SCB để mua nhiều bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó C03, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chuyển sang giai đoạn 2 của vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Sau khi kết thúc điều tra, truy tố ở giai đoạn 1, Bộ Công an còn cho biết đây là một vụ án rất lớn, cùng với số lượng bị can nhiều nên họ phải tách ra để điều tra ở giai đoạn 2. Trong đó có tập trung làm rõ hành vi, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Giới quan sát thì cho rằng, việc mở rộng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn 2 cũng chỉ liên quan tới những thông tin cũ mà Bộ Công an đã đưa trước đây về rất nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa được gọi là các khu đất vàng hay khu đất kim cương có giá trị hàng ngàn tỷ đồng ở các thành phố lớn. Việc Bộ Công an quyết định điều tra mở rộng đối với hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan là điều phù hợp, cần thiết và đáng hoan nghênh. Trong dữ liệu được hiệp hội các nhà điều tra quốc tế công bố trong hồ sơ Panama hồi tháng 5 năm 2016 đã cho thấy những cái tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Trương Mỹ Lan và Chu Nap Nick Eric. Theo đó, ông Chu, thường được biết là Chu Lập Cơ, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông và là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, người có quan hệ đặc biệt với bà Trương Mỹ Lan. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, cả hai vợ chồng ông Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan đều bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền. Báo Tiền Phong cho biết, ông Chu Lập Cơ đã gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, nhưng mới chỉ nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một vấn đề mà công luận Việt Nam đang hết sức quan tâm, đó là câu hỏi, vì sao và lỗ hỏng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện? Đây là một vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm mà ban lãnh đạo Hà Nội hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với những sự thật được đánh giá là những quả bom tấn có thể làm rung rinh chế độ hiện nay. Theo cáo trạng viện kiểm sát, nhân dân tối cao ngày 15 tháng 12, bà Trương Mỹ Lan đã bị truy tố về các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với khung hình phạt lên đến tử hình. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể như sau, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái vạn thịnh phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67 ngàn tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677 ngàn tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 300.000 tỷ đồng, tức khoảng 12,5 tỷ đô la. Được biết, trong số tiền kể trên, bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng tới 93% vào những mục đích khác nhau. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Để tránh bị phát hiện, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc toàn bộ ban lãnh đạo của ngân hàng nhà nước, cũng như vô hiệu hóa đoàn thanh tra của chính phủ, cũng như của ngân hàng nhà nước. Cho tới nay, câu hỏi bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu của nhà nước, nằm ở những khu vực đắt tại trung tâm quận 1 Sài Gòn. Chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chức chính trị cấp cao. Phải chăng đó mới là lý do thật sự khiến cuộc điều tra đã phải dừng lại. Và cũng không loại trừ một khả năng rất cao liên quan tới sự che chắn, thậm chí là có sự dính líu trực tiếp của Tổng bí thư Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mở rộng điều tra vạn thịnh phát Tô Lâm có ẩn ý gì với tổng trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.